Vụ ám sát bất ngờ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây chấn động xứ cờ hòa lẫn thế giới. Bên cạnh các diễn biến về vụ tấn công và thủ phạm, theo phân tích mới nhất của tờ báo hàng đầu của New York Times, người Mỹ đang đứng trước một thảm kịch lớn hơn sau sự kiện gây sốc này. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông đã đưa ra năm kịch bản có thể xảy ra liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay sau vụ tấn công ông Trump. Rồi thông tin chi tiết về nghi phạm tấn công ông Trump được công bố trở lại những điểm nóng xung đột trên thế giới. Tại Đông Âu, tình báo Kyiv khẳng định Nga sẽ tấn công Ukraine từ phía Bắc trong những tháng tới. Đình Kremlin phản ứng trước các kế hoạch ám sát Tổng thống Putin của Ukraine. Bà Lan cân nhắc bắn hạ tên lửa của Nga trên không phận Ukraine. Song song đó, tại Trung Đông, xếp tình báo Israel ủng hộ vẫn tiếp tục tấn công giải Gaza. Các diễn biến an ninh đáng chú ý khác, Trung Quốc tập trận quân sự đối với Nga ở biển phía Nam Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ tấn công quyết đoán nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân. Thái Lan miễn thực thực cho 93 quốc gia để thúc đẩy du lịch. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay ngày sau đây. xin được gửi lời chào đến quý vị và quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình sẽ là những tin tức mới nhất xoay quanh các điểm nóng xung đột trên thế giới. Chưa đầy 4 tháng trước thềm diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, sự việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tấn công trong một buổi vận động tranh cử vào ngày 13 tháng 7 vừa qua đã gây sốc cho cả nước Mỹ lẫn thế giới. Hàng loạt các tin tức liên quan đến sự kiện và vụ điều tra đã được các kênh truyền thông đăng tải và công bố, trong khi đó, tờ báo hàng đầu của Mỹ New York Times đã đưa ra góc nhìn sâu hơn vào sự kiện này trong bối cảnh tình hình chính trị rối ren tại Mỹ. Trong bài viết mới đây, New York Times khẳng định rằng người Mỹ đã nhận được một lời nhắc nhở nghiêm túc về mối đe dọa mà bạo lực chính trị đang gây ra đối với nền dân chủ đất nước sau vụ tấn công ông Trump vào ngày 13 tháng 7 vừa qua. Tại hiện trường vận động tranh cử ở thành phố Butler thuộc bang Pennsylvania, sau tiếng súng, ông Trump may mắn là chỉ bị thương ở tai. Theo New York Times, Hiện thông tin về tay súng và vụ ám sát vẫn đang được điều tra, nhưng có một điều vô cùng rõ ràng rằng bất kỳ kế hoạch nào nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử bằng bạo lực đều là gây tởm. Bạo lực là điều đi ngược với nền dân chủ và chính phía bầu mới là phương tiện để người Mỹ giải quyết sự khác biệt, chứ không phải là súng đạn, Như York Times khẳng định. Hiện tại các nhà lãnh đạo chính trị của cả hai đảng, những cá nhân và tập thể người Mỹ đều phải có trách nhiệm ngăn Mỹ trượt dốc vào bạo lực cuộc tấn công vào ngày 13 tháng 7 không nên bị coi là sự khiêu khích hay biện minh. Người Mỹ cũng phải bày tỏ rõ ràng về thách thức đang phải đối mặt với quốc gia này bởi bạo lực đang lan truyền và làm ảnh hưởng đến đời sống chính trị Mỹ. Các hành động bạo lực từ lâu vốn đã làm lu mờ nền dân chủ Mỹ nhưng ngày càng xuất hiện dày đặc trong khoảng thời gian gần đây. Sự phân cực văn hóa và chính trị, sự phổ biến của súng và sức mạnh cực đoan của Internet đều là những yếu tố góp phần cho việc này. Cuộc bầu cử tổng thống có tỷ lệ xích sao này đang cản trở các cam kết của quốc gia đối với việc giải quyết những khác biệt chính trị một cách hòa bình. Theo New York Times, nền dân chủ đòi hỏi các đảng phái chấp nhận rằng quá trình này quan trọng hơn kết quả bầu cử. Ngay cả trước sự kiện 13 tháng 7, đã có những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy nhiều người Mỹ đang trượt bài kiểm tra quan trọng này. Trong một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng trước bởi dự án an ninh và mối đe dọa Chicago, 10% số người được hỏi đồng ý rằng việc sử dụng vũ lực để ngăn ông Trump trở thành tổng thống là điều hợp lý. Cũng theo tòa này, chương trình nghị sự chính trị của ông Trump không thể và không nên bị phản đối bằng bạo lực. Cuộc tấn công vào ngày 13 tháng 7 là một bi kịch. Thách thức hiện nay mà Mỹ phải đối mặt là ngăn chặn khoảnh khắc này trở thành khởi đầu của một thảm kịch lớn hơn. Cuộc bầu cử này phải được giải quyết bằng phiếu bầu của người Mỹ. Có thể nói, sau vụ ám sát nhắm vào ông Trump có thể gây ra tác động sâu rộng. Một mặt, việc này có thể thúc đẩy chiến dịch của ông Trump trước Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, theo một số cách. Nhưng mặt khác, cũng có thể làm gia tăng tình trạng hỗn loạn. Các phương tiện truyền thông mới đây đã đưa ra những kịch bản tiềm năng có thể xảy ra từ sự kiện gây sốc này. Trước tiên, nỗi sợ hãi về bạo lực chính trị sẽ ngày càng sâu sắc. Cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ đã trở nên gay gắt hơn và nước Mỹ đang ngày càng bị phân cực. Theo cuộc khảo sát của Reuters, Epoch vào tháng 5, 2 phần 3 người Mỹ cho biết họ lo ngại về bạo lực sau cuộc bầu cử Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết vào ngày 13 tháng 7 rằng họ đang phối hợp với các chiến dịch để đảm bảo an ninh đầy đủ. Thứ hai, Đại hội Đảng của Đảng Cộng hòa sẽ nhận được sự chú ý. Đại hội theo lịch sẽ được diễn ra vào ngày 15 tháng 7 tại Milwaukee. Tại đại ông Trump sẽ chính thức được đề cử và thành viên ứng cử viên tổng thống. Có khả năng nhiều cử tri sẽ tò mò mong chờ bài phát biểu của ông Trump tại đại hội. Thứ ba, vụ tấn công này sẽ làm nổi bật thêm sức mạnh của ông Trump. Hình ảnh được ghi lại ngay tại hiện trường cho thấy ông Trump đã có biểu cảm đầy mạnh mẽ và thách thức ngay sau khi tai bị trúng đạn. Khi được các nhân viên mật vụ vây quanh để bảo vệ, với vết máu chảy ra trên mặt, ông đã dơ nắm đấm lên không trung và hô chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Đám đông người ủng hộ đã đứng dậy, hô hào và vỗ tay. Trên mạng xã hội X, con trai của ông Eric Trump đã đăng tải một bức ảnh và nói rằng đây là chiến binh mà nước Mỹ cần. Thứ tư, các vụ tấn công chính trị vào ông Trump có thể sẽ tạm dừng. Sau vụ nổ súng, Đảng Dân chủ bao gồm tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã nhanh chóng lên án vụ việc. Một quan chức chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết, nhầm đã rút quảng cáo trên truyền hình để ứng phó với mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Có khả năng Đảng Dân chủ sẽ không muốn bị xem là bên nhắm vào ông Trump vào thời điểm nhạy cảm này. Cuối cùng, sự ủng hộ dành cho ông Trump có thể sẽ được củng cố. Ngay sau cuộc tấn công, Trump đã giành được sự ủng hộ đến từ người sáng lập của Tesla, Elon Musk và là nhà quản lý quỹ phòng hộ tỷ phú Bill Asman. Những người ủng hộ ông đã khẳng định rằng ông bị các đối thủ và công tố viên đối xử không công bằng trong các vụ án hình sự. Vụ ám sát này có thể thúc đẩy sự ủng hộ đến từ các cử tri trung lập, nhưng người cho đến nay vẫn chưa chính thức đứng về phía của ông. Cùng lúc đó, các đảng viên Đảng Cộng Hòa cũng tin rằng vụ nổ súng vừa xảy ra tại cuộc vận động vào ngày thứ Bảy đã mở rộng cánh cửa cho ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Hạ nghị sĩ Derek Van Oden tuyên bố, Ông Trump đã sống sót sau cuộc tấn công này và ông ấy vừa chiến thắng cuộc bầu cử. Nghị sĩ Tim Butchers cũng cho rằng vụ việc sẽ thúc đẩy sự đoàn kết và sức mạnh của cử tri Cộng hòa. Ông nhận định, điều này sẽ tiếp thêm năng lượng dành cho ông Trump. Sau khi bị tấn công, ông Trump đã dư nắm đấm và không muốn rời đi. Nhiều thành viên của Đảng Cộng hòa dự đoán vụ tấn công sẽ củng cố sự ủng hộ dành cho ông Trump và tăng khả năng chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Các nhà đầu tư cho biết vào ngày 14 tháng 7 rằng cao giao dịch cá cược ông Trump chiến thắng dự kiến sẽ tăng lên trong tuần tới. Sự kiện vào ngày 13 tháng 7 là vụ tấn công bằng súng lần đầu tiên nhằm vào một tổng thống hoặc một ứng cử viên tổng thống Mỹ kể từ vụ ám sát cựu tổng thống Ronald Reagan vào năm 1981. Vụ việc có thể làm đảo lộn cuộc tai đấu vào ngày 5 tháng 11 giữa các ứng cử viên Cộng hòa là ông Trump và tổng thống Joe Biden, vốn đang diễn ra rất xít sao trên các cuộc thăm dò dư luận. Nick Ferris, giám đốc đầu tư tại Ventus Point Assets Management, cho biết tỷ lệ ủng hộ của ông Reagan đã tăng 22 điểm trước các cuộc thăm dò sau vụ ám sát nhắm vào ông. Nếu kịch bản này có thể xảy ra tương tự với ông Trump, có khả năng ông ấy sẽ thắng áp đảo. Theo thông tin mới đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã xác định tay súng tấn công cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 13 tháng 7 là Thomas Matthew Cruz, 20 tuổi, sinh sống ở Pentecost, bang Pennsylvania. Nghi phạm đã bị mật vụ bắn chết vài giây sau vụ nổ súng về phía sân khấu nơi ông Trump đang phát biểu. Hồ sơ cử tri bang Pennsylvania cho thấy Cruz đăng ký là thành viên của Đảng Cộng hòa. Cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 sắp tới sẽ là lần đầu tiên Cruz đủ tuổi để bỏ phiếu. Khi Cruz 17 tuổi, cậu đã quyên góp 15 đô la Mỹ cho Ash Blue, một ủy ban hoạt động chính trị nhằm quyên tiền cho các chính trị gia thuộc Đảng Dân chủ nghi phạm sống cách nơi xảy ra vụ nổ súng ở Butler khoảng 1 giờ lái xe. Cục hàng không liên bang cho biết vào ngày 14 tháng 7 rằng họ đã đóng không phận bên Telpras vì lý do an ninh đặc biệt. Cha của Cruz, Matteo Cruz, 53 tuổi, nói với CNN rằng ông đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nghi phạm Thomas Cruz tốt nghiệp trường trung học Ben pass vào năm 2022. Cruz đã nhận được giải thưởng ngôi sao trị giá 500 đô la Mỹ từ sang kiến toán học và khoa học quốc gia. Các viên chức thực thi pháp luật cho biết rằng đối tượng không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào đến địa điểm và phải được nhận dạng bằng các phương pháp khác. Kevin Rozek, đặc vụ FBI phụ trách, cho biết trong một cuộc họp báo, chúng tôi đang xem xét các bức ảnh và cố gắng chạy xét nghiệm ADN của nghi phạm để xác định danh tính bằng sinh chắc học. Cũng liên quan đến cuộc bầu cử ở Mỹ, Bloomberg vừa qua đưa tin, tỷ phú Elon Musk hiện giữ chức người đàn ông giàu có nhất trên thế giới, đã quyên góp một khoản tiền rất hào phóng cho một nhóm hoạt động chính trị ủng hộ ông Trump. Báo cáo không nêu rõ ông Musk đã quyên góp bao nhiêu, nhưng cho biết đó là một số tiền khá lớn trao cho một nhóm có tên là America PAC. Vào tháng 3, ông Donald Trump, ứng cử viên của Tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, đã gặp tỷ phú Musk và các nhà tài trợ giàu có khác. Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc gặp mặt, ông Musk đã viết trên X Tôi muốn làm rõ rằng tôi không quyên góp tiền cho bất kỳ ứng cử viên nào cho chức Tổng thống Hoa Kỳ. Vào tháng 5, ông Musk cũng phải phủ nhận thông tin cho rằng ông có thể trở thành cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Trump nếu ông ấy tái đắc cử. Ông Musk, 53 tuổi, là một trong những người giàu có nhất trên thế giới. Khối tài sản cách xù của ông chủ yếu đến từ doanh thu của Tesla, tập đoàn xe điện lớn nhất của nước Mỹ do ông sáng lập. Những năm gần đây, ông Musk thể hiện sự ủng hộ gia tăng đối với Đảng Cộng Hòa, ông từng công khai chỉ trích các chính sách của chính quyền ông Biden về vấn đề nhập cư và xe điện, cũng như mỉa mai về tuổi tác của Tổng thống Mỹ. Trở lại với tình hình chiến sự Đông Âu trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Ukraine NV mới đây, Giám đốc Tình báo Quốc phòng của Ukraine Kirill Budanov khẳng định rằng Nga sẽ cố gắng tấn công lãnh thổ của Ukraine từ phía Bắc trong những tháng tới. Ông Budanov nói, tình huống này giống như một trò đùa đối với ông. Trong hai năm nay, khi mọi người khẳng định rằng Nga sẽ tiến hành tấn công từ phía Bắc, nhưng chúng tôi đều cho rằng nó sẽ không xảy ra. Nhưng bây giờ, quả thực của tấn công này đã xảy ra rồi. Theo báo cáo, ông Buranov đã tuyên bố điều này một cách dứt khoát và chắc chắn. Ông Buranov nói, nếu tôi bắt đầu trả lời câu hỏi đó, chúng tôi sẽ gây ra hoảng loạn. đưa tin, Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov vừa qua cho biết, Nga nhận thức được những nguy hiểm đến từ chế độ Kiev, bao gồm cả những lời đe dọa ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bình luận về những phát ngôn liên quan đến các mối đe dọa ám sát nhằm vào nhà lãnh đạo Nga mà giám đốc tổng cục tình báo của Kiev, GUR, Kirill Budanov đã đưa ra gần đây, ông Peskov nói Moscow nhận thức được các mối đe dọa này và đang thực hiện các biện pháp phù hợp. Ông Peskov cho biết vào tuần qua rằng tất cả các mối đe dọa đến từ chế độ Kiev đều rõ ràng do đó an ninh của Tổng thống đang được thiết lập ở mức độ thích hợp. Ông Budanov đã bị Nga đưa vào danh sách khủng bố và cực đoan về các hoạt động của mình. Theo RT, ông đã tiết lộ những nỗ lực của Kiev nhằm ám sát Tổng thống Putin trong cuộc phỏng vấn với hãng tin tức NV của Ukraine. Ông Budanov tuyên bố cơ quan của ông đã thực hiện nhiều kế hoạch ám sát Tổng thống Nga mà không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Theo Budanov, những kế hoạch này đã được thực hiện nhưng chúng tôi vẫn chưa thành công cho đến nay. Thưa quý vị, hãng thông tấn TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov vừa qua cho biết, Nga không biết gì về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Ukraine, nhưng Moscow rất chú ý đến những tuyên bố công khai của ông. Ông Ryabkov nói, chúng tôi không biết gì về điều đó. Nga sẽ theo dõi chặt chẽ mọi lời nói mà cựu Tổng thống Mỹ đưa ra trước công chúng. Ông tiếp tục, chúng tôi không phóng đại tầm quan trọng của bất kỳ ai trong số họ bất kỳ chính trị gia nào có niềm đam mê, tự tin đều có thể phù hợp trở thành lãnh đạo. Khi tôi nói điều này, tôi không nói về ông Trump. Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng Moscow không ưu tiên ai trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Nhà ngoại giao nói thêm rằng chỉ sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố vào ngày 6 tháng 11, những tuyên bố này mới có thể được chứng minh. Mỹ đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về sức khỏe của ông Biden để có thể duy trì chức tổng thống sau cuộc tranh luận tổng thống ở Atlanta vào ngày 27 tháng 6 vừa qua. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Ông Trump đã có đủ số phiếu bầu cử đến từ các đại biểu để được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Ông Biden cũng nhận được đủ số phiếu bầu trong số các đảng viên dân chủ. Các ứng cử viên này sẽ được xét duyệt tại các đại hội đảng vào cuối mùa hè năm nay. Thưa quý vị, theo báo cáo của Pravda, bà Oha Stefanisia, phó thủ tướng của Ukraine về hội nhập châu Âu và châu Âu Đại Tây Dương, đã tuyên bố rằng lời mời Ukraine gia nhập NATO vẫn nằm trong chương trình nghị sự của Liên minh và Kiev có thể được mời gia nhập Liên minh bất cứ lúc nào. Bà Stefanisia nhắc lại rằng, trong thông báo hội nghị thượng đỉnh, các đồng minh đã tuyên bố rõ ràng rằng con đường đến NATO cho Ukraine là không thể đảo ngược. Bà Stefanisia nói, Chúng tôi cùng với các đồng minh hiểu được rằng tương lai của người Ukraina không thể bị đem ra làm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán. Không có mối đe dọa, thách thức hay cuộc bầu cử nào có thể thay đổi sự thật rằng tương lai của Ukraina nằm trong NATO. Bà nói thêm điều này được 32 quốc gia NATO đồng ý và mọi thay đổi với quyết định này đều sẽ cần có sự đồng thuận. Phó thủ tướng khẳng định lời mời của NATO dành cho Ukraina vẫn nằm trong chương trình nghị sự và có thể được kéo dài bất cứ lúc nào. Trong lúc chúng tôi chờ đợi thời điểm này, Ukraine đang ngày càng hội nhập vào quân sự và chính trị với liên minh. Rapp đã đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa tuyên bố rằng Ukraine sẽ ký các thỏa thuận an ninh đối với Ba Lan, Luxembourg và Romania trong tuần này. Tổng thống Zelensky nói trong một đoạn phim đăng tải trên Facebook, Ukraine đang soạn các văn bản và sẽ ký các thỏa thuận an ninh với Cộng hòa Séc, Slovenia sau cuộc họp với Thủ tướng Ireland chúng tôi cũng quyết định chuẩn bị cho một thỏa thuận mới. Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng đề cập đến Hiệp định Hiệp ước Ukraine được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington. Tổng thống Ukraine nói thêm, tất cả đều để phục vụ cho binh lính, cho các hoạt động của các công ty quốc phòng tại Ukraine và hỗ trợ cho quá trình tái thiết của chúng ta. Mọi thứ đều rất quan trọng cho việc bảo vệ sự tồn tại của Ukraine. Cho đến nay, thì Ukraine đã ký 23 hiệp định an ninh song phương, cụ thể là với Mỹ, anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Canada, Ý, Hà Lan, Phần Lan, Latvia, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Iceland, Na Uy, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu, Estonia, Litva, Ba Lan, Luxembourg và Romania. KF Independent đưa tin Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Rydowski đã nói với Viện Doanh nghiệp Mỹ ở Washington vào cuối tuần qua rằng. Warsaw đang xem xét đề xuất của Kiev về việc bắn hạ những tên lửa Nga trong không phận của Ukraine, cụ thể là những tên lửa đang bay về phía lãnh thổ Ba Lan. Nhận xét của ông Sirotsky được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Konisias Kamis cho biết Ba Lan sẽ không tuân thủ yêu cầu của Ukraine vì việc bắn hạ tên lửa Nga mà không có quyền quyết định của NATO. Ba Lan thường xuyên triển khai máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận khi lực lượng Nga phát động các cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine. Đề xuất về việc đánh trận tên lửa trên không phận Ukraine đã được đưa vào thỏa thuận an ninh giữa hai quốc gia, được ký vào ngày 8 tháng 7 tại Warsaw. Ông Sikorsky nói, ở giai đoạn này, mọi việc vẫn còn đang là ý tưởng. Chúng tôi đang cân nhắc ý tưởng này. Ông cho biết thêm, một số tên lửa của Nga đã bắn vào các mục tiêu tại Lviv ở phía tây Ukraine. Những tên lửa này đã xâm nhập vào không phận Ba Lan trong khoảng 40 giây và sau đó quay trở lại các mục tiêu trên đất Ukraine. Theo Ngoại trưởng, vấn đề đối với Ba Lan là một khi mảnh vỡ tên lửa bị rơi, chúng có thể gây ra các mối đe dọa dành cho người Ba Lan và tài sản của đất nước. Năm ngoái, một tên lửa của Nga đã xâm nhập vào không phận Ba Lan, khiến hệ thống phòng thủ của đất nước đặt trong tình trạng báo động cao. Trong một sự cố khác vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, tên lửa đã bay vào lãnh thổ Bà Lan trong cuộc tấn công hàng loạt của Nga, khiến hai thường dân thiệt mạng. Các nhà điều tra Bà Lan sau đó đã kết luận rằng đó là một tên lửa phòng không của Ukraine được phóng để đánh chặn cuộc tấn công của Nga. Hãng thông tấn nhà nước Belarus, Belta mới đi đưa tin, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko tuyên bố vào ngày 13 tháng 7 rằng ông đang ra lệnh cho quân đội rút quân khỏi biên giới với Ukraine. Minsk đã tăng cường an ninh ở biên giới vào cuối tháng 6 sau một loạt các sự cố an ninh. Đại tá Vadim Lukashevich, một quan chức quân sự cấp cao của Belarus, đã cáo buộc Ukraine đặt chất nổ và thiết bị quân sự gần biên giới để chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Trong một cuộc họp ở tỉnh Brest, ông Lukashenko nói rằng tình hình đã ổn định và Ukraine đã rút quân. Quân đội Belarus sẽ được chuyển đến các vị trí triển khai thường trực của họ. Ông Lukashenko nói thêm, Chúng tôi sẽ không chiến đấu và sẽ không tập trung lực lượng vũ trang ở đây, ngoại trừ lực lượng hoạt động đặc biệt. Tuy nhiên, ông Lukashenko cũng cảnh báo trước các mối đe dọa tiềm ẩn từ hướng phía Tây. Ông tuyên bố rằng Belarus đang bị khiêu khích tham chiến và nên sẵn sàng chiến đấu. Belarus là một đồng binh thân cận nhất của Nga và là nơi đóng quân của quân đội và tên lửa Nga. Tuy nhiên, quân đội Belarus không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết vào tháng 5 rằng họ dự đoán Nga sẽ khởi động một chiến dịch tâm lý về việc mở một mặt trận mới ở phía bắc Ukraine gần biên giới Belarus nhằm khuấy động sự hoảng loạn trong xã hội Ukraine. Hiện tại Belarus đang tổ chức các cuộc tập trận huấn luyện chung với binh lính Trung Quốc. Cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 8 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 7. Việc này diễn ra sau khi Belarus gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, một tổ chức chính trị, kinh tế và quốc phòng Á-Âu do Trung Quốc và Nga lãnh đạo. Theo hai tờ báo Đức The Special và Pew, Bộ Quốc phòng nước này đã lập kế hoạch dự phòng cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Nga. Theo đó, Đức dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng như một quốc gia quá cảnh cho quân đội NATO. Tháng trước, chính phủ Đức đã chính thức cập nhật các hướng dẫn thời chiến lần đầu tiên kể từ năm 1989, bao gồm các biện pháp như nghĩa vụ quân sự bắt buộc và yêu cầu các nhà sản xuất phải sản xuất hàng hóa phục vụ chiến tranh. The Space đưa tin vào hôm 12 tháng 7, theo kế hoạch hoạt động của Đức, nước này sẽ đóng vai trò vận chuyển 800.000 quân NATO và khoảng 200.000 xe, bao gồm xe tăng và các thiết bị quân sự khác, từ các cảng ở Hà Lan và Bỉ sang phía đông trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Một số xa lộ chính được cho là sẽ được sử dụng cho mục đích này, nghĩa là chúng sẽ bị đóng cửa đối với giao thông dân sự. Bên cạnh đó, các cộng đồng địa phương dự kiến sẽ phải cung cấp thực phẩm, nhiên liệu và nhà ở cho quân nhân. The Special Trittler Rapp Tickler, Chủ tịch Văn phòng Liên bang về bảo vệ dân sự và hỗ trợ thảm họa dự đoán rằng, các thế lực thù địch có thể thực hiện các biện pháp cản trở hoặc làm chậm quá trình di chuyển của quân đội NATO thông qua phá hoại hoặc tấn công bằng tên lửa. Vì thế, cảnh sát Đức và các dịch vụ khẩn cấp phải có kế hoạch cụ thể để bảo vệ các tuyến đường quan trọng này. Tờ Bild dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết, ngoài vai trò là trung tâm hậu cần của NATO, Đức cũng cần phải thành lập một trại tù binh chiến tranh lớn trên lãnh thổ của mình trong trường hợp xảy ra đối đầu quân sự với Nga. Hai cơ quan truyền thông dẫn lời Tổng thanh tra Bundeswehr Carter Breuer ước tính, Berlin có thời gian từ đây cho đến năm 2029 để chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Moscow. Các cộng đồng địa phương được cho là đã chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Theo The Special, trích lời thị trưởng của một thị trấn giấu tên, người dân địa phương không tỏ ra nhiệt tình với các hoạt động này. Nhiều quốc gia thành viên NATO gần đây cảnh báo rằng Nga đang ấp ủ kế hoạch tấn công khối quân sự do Hoa Kỳ đứng đầu. Tuy nhiên, Tổng thống Putin tháng trước đã bác bỏ những cáo buộc như vậy là vô nghĩa và nói rằng những người đưa ra những câu chuyện như vậy đều hoàn toàn mất trí. Truyền thông Israel vừa qua đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel Mossad David Bania đã lên tiếng ủng hộ việc quân đội Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào giải Gaza sau khi thực hiện giai đoạn đầu của thỏa thuận trao đổi con tin và ngưng bắn với Hamas. Nhật báo Daily Hashtag báo cáo rằng ông Bania đã tham dự cuộc họp nội các an ninh vào tối ngày 11 tháng 7 để thảo luận về giai đoạn hiện tại của các cuộc đàm phán trao đổi con tin. Nhật báo cho biết ông Bania đã cập nhật cho các bộ trưởng tại cuộc họp về những diễn biến mới nhất trong các cuộc đàm phán. Theo ông Hanres, giám đốc Mossad cùng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lập luận rằng quân đội Israel nên tiếp tục các cuộc tấn công vào Gaza sau giai đoạn đầu của thỏa thuận. Ông Bania khẳng định việc Israel gia tăng các cuộc tấn công gần đây vào Gaza đã đóng góp tích cực vào các cuộc đàm phán với Hamas vào ngày 11 tháng 7, ông Netanyahu lập luận rằng mọi thỏa thuận ngưng bắn và trao đổi con tin đều phải cho phép Tel Aviv quay trở lại chiến đấu. Thỏa thuận trao đổi con tin mà Israel và Hamas đang đàm phán bao gồm ba giai đoạn. Thỏa thuận được đề xuất bao gồm ngừng bắn ngay lập tức, thả phụ nữ, người già và con tin bị thương, trao đổi tù nhân Palestine, rút lực lượng Israel khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza, tăng viện trợ nhân đạo, tái thiết các dịch vụ cơ bản và đưa thường dân Palestine trở về nhà trên khắp giải Gaza. Cho đến nay, thì những nỗ lực của Mỹ, Qatar và Ai Cập nhằm làm trung gian cho thỏa thuận giữa Israel và Hamas vẫn chưa thành công do ông Netanyahu từ chối lời kêu gọi ngừng chiến sự của Hamas. Israel đã không tuân theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức. Nước này đã phải đối mặt với sự lên án từ phía quốc tế trong bối cảnh tiếp tục các cuộc tấn công vào Gaza. Theo các cơ quan y tế địa phương, hơn 38.300 người Palestine đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, và gần 88.300 người khác bị thương. 9 tháng sau khi nổ ra chiến tranh, những vùng đất rộng lớn của Gaza đã nằm trong đống đổ nát do thiếu thực phẩm, nước sạch và thuốc men. Một trong những quan chức cấp cao của Hamas vào ngày 14 tháng 7 cho biết, Hamas đã phải rút khỏi các cuộc đàm phán ngừng bắn sau cuộc tấn công chết người của Israel ở Gaza vào cuối tuần qua tuyên bố của izad el resik một thành viên của văn phòng chính trị hamas cũng đã cáo buộc thủ tướng israel benjamin netanyahu đã cố gắng làm chật bánh những nỗ lực của bên hòa giải ả rập và mỹ trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ông resik nói sự leo thang cho các cuộc tấn công của israel nhằm mục đích để ngăn chặn việc chấm dứt xung đột hai nguồn tin an ninh ai cập tại các cuộc đàm phán ngừng bắn ở doha và cairo cho biết vào cuối tuần qua rằng các cuộc thảo luận đã bị rời lại sau 3 ngày đàm phán căng thẳng. Tuyên bố của ông Resik được đưa ra sau khi một quan chức Hamas vào ngày 14 tháng 7 cho biết rằng nhóm này đang rút khỏi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào chỉ huy Hamas Mohammed Deif. Israel đã ném bom vào một trại dành cho những người sơ tán ở miền nam Gaza vào ngày 13 tháng 7 nhằm thủ tiêu Deif. Một quan chức cấp cao khác cho biết Hamas đã rút khỏi các cuộc đàm phán ngừng bắn vì các vụ thảm sát của Israel và thái độ của nước này trong các cuộc đàm phán. Cơ quan y tế ở giải Gaza do Hamas điều hành cho biết, ít nhất 92 người đã thiệt mạng, hơn một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em, và 300 người bị thương trong các cuộc tấn công và trại El Mawasi. Theo cơ quan y tế, El Mawasi là nơi đã chứng kiến hàng chục người thiệt mạng. Vào tháng 5, khu vực này đã được quân đội Israel tuyên bố là nơi an toàn và thương dân được Israel ra lệnh sơ tán đến đó. Tuy nhiên, đã có nhiều sự cố chết người ở nơi này. Ezra cho biết nước này đã nhắm mục tiêu vào Deif, người đứng đầu lữ đoàn El Qassam và Rafa Salama, một chỉ huy lữ đoàn trước cuộc tấn công vào ngày 13 tháng 7. Ông Netanyahu cho biết vào cuối ngày 13 tháng 7 rằng không chắc hai người này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công hải trường. Theo một cuộc khảo sát được công bố bởi Kinh 12 mới đây. Gần 3 phần tư người Israel muốn Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức vì những thất bại của chính phủ trong cuộc tấn công Hamas vào ngày 7 tháng 10. Trong số 72% số người được hỏi rằng Thủ tướng nên từ chức hay không, 44% tin rằng ông nên rời nhiệm sở ngay lập tức. Trong khi đó, 28% đề nghị ông nên từ chức sau khi lực lượng phòng vệ Israel kết thúc chiến dịch quân sự của họ ở Gaza. Người dân Israel đã nhiều lần tổ chức các cuộc biểu tình phản đối ông Netanyahu kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra nhiều người đã kêu gọi ngừng bắn và thúc giục chính phủ đưa những con tin bị Hamas giam giữ trở lại. Vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Hamas và các chiến binh đồng minh Palestine đã thực hiện các cuộc đột kích bất ngờ vào một căn cứ quân sự ở Israel. Ở nhiều nơi, quân đội Israel dường như mất cảnh giác và nhanh chóng bị áp đảo, thường dân buộc phải tự vệ hoặc chạy trốn. Vào thứ Năm tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galen đã thúc giục chính phủ thành lập một ủy ban nhà nước để điều tra những thất bại nhằm đối phó với cuộc đột kích vào ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã lập luận rằng cuộc khảo sát này chỉ có thể được tiến hành sau khi chiến tranh kết thúc. Theo báo cáo của The Hill, ông Chris Whipple, nhà văn và là nhà làm phim, người đã viết tiểu sử về Tổng thống Joe Biden vừa nói rằng không ai ngăn được ông chủ Nhà Trắng tranh cử vào năm 2024, kể cả cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Whipple cho biết như vậy trong một cuộc phỏng vấn với New Nation. Ông khẳng định Thật vô lý khi nghĩ cựu Tổng thống Obama là người duy nhất thuyết phục được Tổng thống Biden dừng cuộc đua. Lý do ông Obama lo ngại Tổng thống Biden không thể giành chiến thắng. Ông Whipple chia sẻ thêm, mối quan hệ giữa hai người này dù rất thân thiết, nhưng cũng rất phức tạp và hoàn toàn không giống như báo chí bàn tán. Hai người họ đã cùng nhau trải qua vô số khó khăn, thăng trầm và cả vinh quang. Trong lần tranh cử trước, cựu Tổng thống Obama sát cánh cùng với ông Biden trên từng bước đi. Trong 8 năm làm cấp phó cho Tổng thống Obama, Quan hệ của hai người cũng rất nồng ấm. Họ thực sự là một cặp đôi đáng nhớ trong lịch sử nước Mỹ. Quan điểm của ông Whipple được đưa ra khi Tổng thống Joe Biden đối mặt với ngày càng nhiều áp lực, với không ít lời kêu gọi ông ngừng cuộc đua. Sau cuộc tranh luận thảm bại trước đối thủ Donald Trump, những ý kiến nhận định không rõ Tổng thống Biden có đủ sức khỏe về thể chất và tinh thần để gánh vác chính phủ thêm 4 năm nữa hay không. Rõ vậy, ông Biden liên tục khẳng định sẽ không bỏ cuộc. Sức khỏe của ông được chứng minh bằng hiệu quả công việc. Phần cuối của cuộc phỏng vấn, ông Whipple đã bác bỏ hoàn toàn những lời suy đoán rằng cựu Tổng thống Obama đứng đằng sau các tiếng nói kêu gọi Tổng thống Biden ngừng cuộc đua. Trung Quốc vừa qua cho biết rằng nước này đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Nga dọc theo bờ biển phía Nam sau khi Liên minh NATO gặp nhau tại Washington. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hai quân đội đã bắt đầu các cuộc tập trận được gọi là Jonesy 2024 vào đầu tháng 7, kéo dài đến giữa tháng này. Các cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển và không phận xung quanh Trạm Giang, một thành phố ở tỉnh Quảng Đông. Bộ Quốc phòng cho biết, cuộc tập trận là để chứng minh quyết tâm và khả năng của hai bên trong việc cùng nhau giải quyết các mối đe dọa an ninh hàng hải và duy trì hòa bình, ổn định trên toàn cầu và khu vực. Bộ nói thêm rằng các cuộc tập trận sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc Nga cho kỷ nguyên mới. Thông báo được đưa ra cùng tuần mà các nhà lãnh đạo NATO triệu tập tại Washington để tái khẳng định rằng sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Trung Quốc và Nga đã xích lại gần nhau hơn trong những năm gần đây và tuyên bố tình bạn của họ là không có giới hạn và cả hai đều có mối quan hệ thù địch với NATO. Các nhà lãnh đạo NATO cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước rằng Trung Quốc đã trở thành bên hỗ trợ quyết định cho chiến dịch của Nga ở Ukraine. Theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh đã lên án mạnh mẽ những nhận xét vô trách nhiệm và khiêu khích của Tổng thư ký NATO nhằm vào Trung Quốc, vốn ngập tràn tâm lý chiến tranh lạnh và tư tưởng thiên vị. Trung Quốc khẳng định rằng họ không phải là một bên trong cuộc xung đột Ukraine, nhưng bị các nhà lãnh đạo phương Tây chỉ trích vì đã hỗ trợ chính trị và nền kinh tế cho Nga, bao gồm cả việc buôn bán hàng hóa dân sự và quân sự. Lực lượng Trung Quốc cũng đang cố gắng tổ chức các cuộc tập trận trong tuần này với Belarus, một đồng minh khác của Nga ở biên giới phía đông của NATO. Nikkei Asia đưa tin, Trung Quốc vừa qua đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với luật mà Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký kết, thúc ép Bắc Kinh giải quyết tranh chấp với các vấn đề tự trị của Tây Tạng, đồng thời Bắc Kinh khẳng định sẽ bảo vệ vững chắc lợi ích của mình. Ông Biden đã ký đạo luật tranh chấp Tây Tạng vào ngày 12 tháng 7, tìm cách thúc đẩy Bắc Kinh tổ chức các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo Tây Tạng vốn bị đình trệ từ năm 2010 để đảm bảo rằng thỏa thuận đàm phán về khu vực Himalaya, đồng thời yêu cầu Trung Quốc giải quyết nguyện vọng của người dân Tây Tạng liên quan đến bản sắc lịch sử văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ của họ. Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị cho biết luật này can thiệp hoàn toàn vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc và gửi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng đến các lực lượng muốn Tây Tạng độc lập. Mỹ từ lâu đã ủng hộ quyền tự do của người dân Tây Tạng trong việc theo đuổi tôn giáo và văn hóa của họ, cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở các vùng sâu vùng xa giáp biên giới với Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Mỹ không được thực hiện đạo luật này nên Mỹ tiếp tục đi sai đường. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình. Newsweek đưa tin, Mỹ và Hàn Quốc vừa qua đã lên tiếng cảnh báo các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên khi hai nhà lãnh đạo của hai nước đồng ý tăng cường hợp tác cùng nhau. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yong vào tuần qua tại Washington, biên đề hội nghị thượng đỉnh thương niên của NATO. Trong tuyên bố chung đằng Nhà Trắng công bố sau cuộc gặp gỡ, các tổng thống đã cảnh báo lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng cuộc tấn công hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhằm vào Hàn Quốc sẽ bị đáp trả một cách nhanh chóng, áp đảo và quyết đoán. Tuyên bố cũng ca ngợi tiến bộ to lớn mà Liên minh Mỹ-Hàn Quốc đã đạt được và hoan nghênh việc ký kết các quy tắc dân đề hạt nhân chung đầu tiên của hai bên. Dù chi tiết đầy đủ về các quy tắc này không được tiết lộ, các tổng thống nói rằng những điều này sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc để tăng cường hợp tác dân đề mở rộng giữa Mỹ và Hàn Quốc. Năm ngoái, Mỹ-Hàn đã thành lập nhóm tư vấn hạt nhân NCG, thiết lập các cam kết dân đề hạt nhân của Mỹ đối với Hàn Quốc. Seoul từ lâu đã mong muốn được chiếc ô hạt nhân của Mỹ bảo vệ trong trường hợp bị Triều Tiên tấn công. Kể từ khi NCG thành lập, các tàu tên lửa đạn đạo hạt nhân của Mỹ đã bắt đầu xuất hiện ở vùng biển Hàn Quốc, khiến Bình Nhưỡng giận dữ. Hàn Quốc không sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình, nhưng Tổng thống Jun Suk Yong đã gợi ý rằng nước này nên phát triển một kho vũ khí hạt nhân nếu căng thẳng với Triều Tiên không được cải thiện. Các chính trị gia bảo thủ của Hàn Quốc cũng đã đưa ra nhiều tuyên bố diều hầu hơn, yêu cầu nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Căng thẳng ở biên giới liên triều cũng vẫn đang ở mức cao trong vài tháng qua. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên gần đây đã dọn đất và dựng một bức tường trong khu phi quân sự. Binh lính của họ đã vượt qua biên giới. Hàn Quốc sau đó đã nổ súng cảnh báo. Với ký kết các quy tắc răn đề hạt nhân mới diễn ra chỉ vài tuần sau khi Nga và Triều Tiên ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Triều Tiên vào giữa tháng 6. Toàn văn hiệp ước đã được truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố, bao gồm những lời hứa về việc tăng cường hợp tác kinh tế và hợp tác trong việc chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Đáng chú ý nhất, thỏa thuận có một điều khoản bảo vệ lẫn nhau và đảm bảo rằng cả hai quốc gia sẽ hỗ trợ cho nhau nếu bị tấn công vũ trang. Triều Tiên vào cuối tuần qua cho biết họ đang lên án mạnh mẽ tuyên bố của NATO về việc cáo buộc Bình Nhưỡng giúp đỡ Nga trong cuộc chiến với Ukraine, cũng như những nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng liên minh đối với các đồng minh của châu Á. Thông tin được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA báo cáo mới đây. Các nhà lãnh đạo NATO vào tuần qua đã cáo buộc Triều Tiên và Iran hỗ trợ cho Nga bằng cách hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Moscow. KCNA dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh Washington được chuẩn bị và công bố vào ngày 10 tháng 7 là để chứng minh rằng Mỹ và NATO đang muốn tạo ra một cuộc đối đầu, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. KCNA cho biết các động thái của Mỹ nhằm mở rộng các khối quân sự đối với các nước châu Á, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản, là nguyên nhân gốc rễ đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình khu vực, làm trầm trọng thêm môi trường an ninh quốc tế và châm ngòi cho các cuộc chạy đua vũ trang trên toàn thế giới. Bên lệ hội nghị thượng đỉnh, Hàn Quốc và Mỹ đã ký các quy tắc về việc thiết lập một hệ thống tích hợp răn đề mở rộng ở bán đảo Triều Tiên để chống lại các mối đe dọa hạt nhân và quân sự từ Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã chỉ trích những quy tắc đó là sự khiêu khích liều lĩnh, khiến cho Bình Nhưỡng tăng cường khả năng răn đề hạt nhân của chính mình. Liên quan đến tình hình ở bán đảo Triều Tiên, đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kyung Hee mới đây đã lên án tình trạng vi phạm nhân quyền tràn lan ở Triều Tiên trong cuộc gặp với những người đào thoát khỏi miền Bắc và các nhà hoạt động nhân quyền tại Tổ chức Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ NAD của Mỹ. Bà Kim, người đi cùng Tổng thống Dương Sắc Giòn trong chuyến thăm chính thức với Washington để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO 2024, đã gặp gỡ những người đào tẩu trong năm thứ hai liên tiếp nhằm thu hút sự chú ý đến những vi phạm nhân quyền ở quốc gia kín đáo này. Bà Kim nói hôm 11 tháng 7, các báo cáo gần đây cho biết Triều Tiên đã công khai sự tử khoảng 30 học sinh cấp 2 chỉ vì bọn trẻ xem truyền hình Hàn Quốc. Điều này nhấn mạnh thực tế tàn khốc của Triều Tiên bà nhấn mạnh rằng chính quyền ông Yoon cam kết cải thiện tình hình nhân quyền của người dân Triều Tiên hơn bất kỳ chính quyền nào trước đây. Bà phát biểu chúng tôi sẽ không bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của người dân Triều Tiên. Hãy cùng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động dân sự trong cộng đồng quốc tế để nâng cao nhận thức và khuếch đại tiếng nói của những người Triều Tiên trốn thoát nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở miền bắc bán đảo. Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã hội đàm với bà Cindy Wambier, mẹ của Otto Wambier, người qua đời năm 2017 sau khi bị giam ở Triều Tiên hơn một năm vì bị cáo buộc ăn trộm một tấm áp phích tuyên truyền trong chuyến đi tới Bình Nhưỡng. Phu nhân cũng đã gặp nhà hoạt động nhân quyền Triều Tiên, tiến sĩ Susan Shotler và một số người đào thoát, trong đó có Ri Người phụ nữ miền Bắc đã chia sẻ câu chuyện của cô khi cô bị đưa đến trại tù chính trị chỉ vì học kinh thánh. Sau khi nghe những người đào tạo kể về những gian khổ của họ, đệ nhất phu nhân nói rằng họ là ngọn hải đăng hy vọng cho những người đang tìm kiếm tự do và sự dũng cảm của họ có thể thay đổi Triều Tiên trong tương lai. Được thành lập vào năm 1983, NED là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ những người đào thoát Bắc Triều Tiên, như một phần trong nỗ lực truyền bá các giá trị dân chủ trên toàn thế giới. Một ngày trước đó, bà Kim Kyung hee đã tham dự sự kiện chương trình Phú Nhân Hội nghị Thượng đỉnh NATO 2024. Hôm thứ Hai, bà đã đến thăm nhà thờ Thiên Chúa Giáo Hàn Quốc thành lập năm 1918 ở Honolulu và cảm ơn những người Hàn Quốc ở Hawaii vì sự đóng góp của họ cho mối quan hệ liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ. Theo tờ Manichi, Phó Thủ tướng Nga vừa đến thăm một trong những hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản gần đảo lớn Hokkaido. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Chuyến đi tới đảo Etorofu của Phó Thủ tướng Yuri Chunev là lần đầu tiên từ khi Tổng thống Putin bắt đầu nhiệm kỳ mới vào tháng 5 năm 2024. Một quan chức từ cấp bộ trưởng trở lên đến đến thăm khu vực tranh chấp với Nhật. Bộ Ngoại giao Nhật đã gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Nga ở thủ đô Tokyo. Phó Thủ tướng Chunev phụ trách phát triển vùng Viễn Đông đi cùng với ông Chunev, còn có Bộ trưởng phụ trách phát triển Viễn Đông và Bắc Cực là ông Alexei Chekunkov cùng với Thống đốc vùng Sakhalin. Cả ba đã trao đổi về biện pháp thu hút đầu tư đối với giới chức địa phương. Tháng 7 năm 2023, hai ông Chunev và Chekunkov cũng đã đến vùng lãnh thổ tranh chấp này. Vào tháng 9 cùng năm, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Ivanov cũng đã tới khu vực này. Từ khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, quan hệ Nga-Nhật xấu đi do xứ mặt trời mọc áp đặt nhiều lệnh trừng phạt kinh tế đối với xứ bạch dương. Một số lệnh trừng phạt giống với phương Tây và G7. Kể từ đó, đàm phán để giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên bị dừng lại cả bốn đảo Nga và Nhật đang tranh chấp là cản trở lớn nhất khiến cho hai nước không thể ký hiệp định hòa bình từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Liên Xô kiểm soát bốn đảo này vào trong những ngày cuối của chiến tranh thế giới thứ hai vào tháng 8 năm 1945, từ đó Nhật Bản luôn tìm cách để đòi lại. Năm 1956, Liên Xô từng ngỏ ý muốn trả lại hai đảo, nhưng Nhật Bản từ chối muốn trả lại cả bốn đảo. Nikkei Asia đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa qua đã đồng ý tăng cường hợp tác an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong cuộc đàm phán ở Berlin, ông Kishida và ông Scholz đã xác nhận rằng cả hai nước sẽ tạo ra một khuôn khổ an ninh kinh tế trong bối cảnh lo ngại việc Trung Quốc sản xuất quá mức xe điện và các sản phẩm chính khác bằng cách tận dụng các khoản trợ cấp lớn là một phần trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo cũng không đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán liên chính phủ cấp cao ở Đức, có thể là vào năm tới để giải quyết một loạt các vấn đề toàn cầu và khu vực. Nhật Bản và Đức đã tổ chức các cuộc đối thoại liên chính phủ cấp cao đầu tiên với sự tham gia của một số thành viên nội các vào tháng 3 năm 2023, khi ông Su đến thăm Tokyo vào năm 2021. Ông Kishida đã đến Đức sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington. Trong bài phát biểu ở cuộc họp, ông đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc của Triều Tiên với Nga. Trong khi đó, Nhật Bản cũng tin rằng căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và đảo Đài Loan là một trong những thách thức an ninh nghiêm trọng nhất. Ông Kishida và ông Su đã gặp nhau khi thỏa thuận mua lại thiết bị quân sự và phục vụ chéo ASA của hai quốc gia có hiệu lực vào ngày 12 tháng 7. Các quan chức Nhật Bản cho biết một tàu khu trục nhỏ của Đức dự kiến sẽ ghé cảng Nhật Bản vào mùa hè này. Trong khi đó, một phi đội huấn luyện của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản đang lên kế hoạch ghé thành phố Hamburg ở phía bắc nước Đức. Ông Kishida và ông Su đã tái khẳng định rằng các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của hai nước sẽ tổ chức các cuộc đàm phán an ninh 2 cộng 2 tại Nhật Bản vào giai đoạn sắp tới. Hai nước đã tổ chức cuộc họp 2 cộng 2 lần đầu tiên vào năm 2021 dưới dạng trực tuyến. Về an ninh kinh tế, các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Đức đã thảo luận về cách làm việc song song để tăng cường trật tự thương mại toàn cầu một cách tự do và công bằng, đồng thời xác nhận sự hợp tác của hai bên để tăng cường chuỗi cung ứng hydro, chất bán dẫn và tài nguyên khoáng sản quan trọng. Cũng theo Nikkei Asia, thời gian qua khách du lịch Hàn Quốc đã đổ xô tới Nhật Bản du lịch do đồng yên yếu và quan hệ hai nước được cải thiện. Đồng yên yếu khiến cho hàng hóa tại Nhật Bản rẻ hơn rất nhiều. Một phụ nữ từ Seoul vừa có chuyến đi tới Nhật Bản nói, tôi rất vui vì mọi thứ đều không đắt, hàng hóa cho trẻ em rẻ hơn nhiều so với ở Hàn Quốc, tôi đã mua mọi thứ có thể mang về. Người phụ nữ 40 tuổi này đang làm việc cho một tập đoàn lớn, đã đến thăm vùng Kansai với hai thành phố nổi tiếng là Osaka và Kyoto. Cô nói tiếp, đồ ăn ngon, tôi có rất nhiều niềm vui, tôi sẽ quay lại ngày khi có dịp. Theo Tổng cục Du lịch Nhật Bản, trong 5 tháng đầu năm 2024, họ đã đón tiếp 3,73 triệu du khách Hàn Quốc, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ riêng trong tháng 5 năm 2024 đã có 730.000 người Hàn Quốc đến Nhật Bản du lịch, một con số kỷ lục. Nhật Bản từ lâu đã là điểm đến ưa thích của người Hàn Quốc, mặc dù bị ảnh hưởng do căng thẳng ngoại giao. Năm 2019, một phong trào tẩy chay Nhật Bản đã diễn ra khi quan hệ hai nước căng thẳng về các vấn đề lịch sử, sau đó lượng khách Hàn Quốc tới Nhật Bản giảm theo. Năm 2020, Covid-19 bùng phát, du lịch hai nước gần như tê liệt. Từ năm 2023 tới nay thì các sự vụ bắt đầu được nối lại, khách du lịch cũng dần phục hồi. Theo chính phủ Hàn Quốc, trong năm tháng đầu năm 2024 đã có 10,2 triệu chuyến bay từ Hàn Quốc đi Nhật Bản. Nắm bắt xu hướng này, Hyundai Motor Công ty thẻ tín dụng hàng đầu của Hàn Quốc đã hợp tác cùng với các doanh nghiệp của phía Nhật Bản như Rakuten Group và Big Camera để giúp khách du lịch hai nước thanh toán dễ dàng hơn. Trong năm 2023, ước tính 500.000 chủ thể Hyundai Cars đã thanh toán ở Nhật, cao gấp 7 lần vào năm 2021, khoảng 20% trong số này đến Nhật nhiều hơn một lần. Đại diện công ty cho biết chúng tôi muốn có nhiều đối tác ở Nhật hơn và truyền đi thông điệp rằng Windacost là lựa chọn tối ưu khi đi du lịch Nhật. Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, nước này sẽ cho phép nhập cảnh miễn thị thực đối với công dân đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng từ con số 57 khu vực ở thời điểm hiện tại. Lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 và du khách sẽ được phép ở lại tối đa 60 ngày. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Chasuri Taisaranaku cho biết, những người từ các quốc gia đủ điều kiện sẽ được chào đón với tư cách là khách du lịch hoặc khách đến với mục đích kinh doanh ngắn hạn. Ngoài ra số quốc gia và lãnh thổ đủ điều kiện xin thị thực sẽ tăng từ 19 lên 31. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết trong tuần qua rằng lượng khách nước ngoài đến Thái Lan trong năm nay tính đến ngày 7 tháng 7 đã tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023, lên 18,2 triệu, mang lại doanh thu 858 tỷ baht tương đương với 24 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ là những nguồn khách du lịch lớn nhất vào năm 2024 cho đến nay. Một thay đổi khác liên quan đến thị thực đó là sẽ cho phép các sinh viên có bằng cử nhân trở lên tại Thái Lan ở lại một năm sau khi tốt nghiệp để tìm việc làm, đi du lịch hoặc thực hiện các hoạt động khác. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.